Chiếc lắc tay vàng hồng Rogol đến full kim cương, đi kèm với bộ combo dây chuyền và bông tai này thì kèm theo một bộ nữa, đó chính là sợi dây chuyền rất đẹp. Mà sợi dây chuyền này đeo vô cùng đơn giản nhưng rất tinh tế và đeo tuyệt được, đeo hàng ngày được, với sự lấp lánh, sự ánh bóng từ vàng hồng nguyên khối AO750 chuẩn hội ngoại vàng nguyên khối không bọt không xốp. Và đặc biệt và quan trọng là cái hội ngoại chuẩn này nên ra được một màu hồng ánh sáng bóng vô cùng, kết hợp với kỹ thuật máy móc chuyên nghiệp để tạo ra ổ chấu và kỹ thuật chuyên sâu của thợ chuyên môn cao cấp, hàng cao cấp Luxury Kỳ Lân để nhận hộp, và kỹ thuật làm sạch bề mặt đáy ở những viên kim cương tạo nên sự lấp lánh tối đa cho những viên kim cương tuyển chọn này. Khác với bộ kia, sợi dây chuyền này khách hàng đặt kết hợp đi với một chiếc lắc tay vàng hồng Rogol đính full kim cương đẹp vô cùng. Những sản phẩm này thể hiện sự phong cách, thể hiện sự tỉ mỉ trong cách chọn lựa, bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về những sản phẩm cao cấp luxury tuyển chọn. Những sản phẩm cao cấp là độ hoàn mỹ, hoàn hảo và hoàn thiện với sự tinh tế để tăng lên cách nhìn nhận những sản phẩm cao cấp. Mình sử dụng một sản phẩm cao cấp giá trị để khẳng định bản thân và để khẳng định được sự tuyển chọn là những sản phẩm tinh tế đẹp. Có nghĩa là những sản phẩm đã giá trị cao cấp rồi nhưng mình kết hợp với sự tinh tế chọn lựa một sản phẩm đẹp mà tỉ mỉ, tinh tế, hoàn hảo nữa, thì đó là một cái cảm xúc, một cái sở thích sẽ vô cùng thăng hoa khi sử dụng những sản phẩm cao cấp luxury.